Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết một cái công nghệ mới trên những chiếc xe phân khối lớn mà các bạn chắc có hẳn đã biết, đó chính là phục chỉnh điện. Thì phục chỉnh điện nó như thế nào thì đây, trên tay tôi đây, đây chính là một bộ phục Ohlins trên xe Ducati 1199S và 1299S, tức là bản cao nhất thì mới được sử dụng bộ phục Ohlins và có chỉnh điện. Thì chỉnh điện khác với thường như thế nào? Phục chỉnh điện trên đầu núm sẽ có giắc cắm, có nghĩa là mọi thao tác để chỉnh phục chúng ta sẽ sử dụng qua nút bấm trên màn hình, để chúng ta không cần thao tác bằng tay. Thì nó có cái hay gì, hoặc là bên trong cái phục chỉnh điện nó có cái gì hơn những cây phục thường hay không? Thì bây giờ tôi sẽ lập tức tháo ngay một cái cây phục chỉnh điện ra, một cây Ohlins ra, để cho các bạn xem thử bên trong nó bao gồm những gì. Đây là một cái phục Ohlins đấy của Ducati 1199S. Tôi đã tháo sẵn dầu ra tại vì sợ nó sẽ đổ ra, nó sẽ làm dơ tay tôi. Thì bây giờ tôi sẽ rút cái phần vỏ ra. Bất cứ một cái phục nào nó cũng sẽ gồm nhiều phần, nhưng mà cơ bản nhất nó sẽ gồm là phần vỏ phục và phần ti phục đấy. Thì ở cái phục Ohlins này nó có cái điểm hay của nó chính là cái ti màu vàng. Và các bạn thấy nó không xi hết tất cả nguyên cái ti mà nó chỉ xi một nửa thôi. Thì cũng có thể là nó sẽ là vì giá thành hay gì đó, nó chỉ xi một nửa thôi thì mình cũng không thể biết được. Thì nhưng mà cái điều đặc biệt đó chính là nó màu vàng, và nó sẽ nhìn nó sẽ giống như là vàng 24K, sẽ tăng giá trị trên cái cây phục chẳng hạn. Đây, đây chính là cái nấm chỉnh điện của cây phục. Thì khác với những cây phục thường, nó sẽ là những cây túc vít chỉnh sự nặng nhẹ của áp lực dầu. Thì ở cái bản S này nó sẽ sử dụng cái motor nhỏ đặt nằm phía bên trong đây. Thì khi mà chúng ta tác động bằng điện vào nó sẽ tăng hoặc giảm tùy theo chúng ta. Đây, thì nó tác động lên cái gì? Thì khi chúng ta tăng hoặc giảm, nó sẽ tác động lên cái cây ti trong này. Thì ở trên một bộ phục thông thường, cái cây ti này nó sẽ có hai tác động. Một là chỉnh cái áp suất khi mà chúng ta nhúng xuống nó nhẹ hay nó nặng, hoặc là chỉnh cái lúc trả lên nhẹ hay nó nặng. Thì cái đó tùy vào mỗi hãng, nó sẽ set một cái cách khác nhau. Có thể là hai cây giống nhau, hoặc là một cây bên trái chỉnh nặng nhẹ đi xuống, một cây bên phải là chỉnh nặng nhẹ đi lên. Đây. Còn ngoài ra, tất cả những bộ phận khác bên trong thì nó cũng không khác gì so với những hãng phục khác. Chỉ khác một điều là mỗi hãng nó sẽ có một cái công nghệ lò xo riêng, hoặc là những cái ti riêng để làm tăng hoặc giảm áp lực dầu nặng hay nhẹ, hoặc là mềm hay cứng, đó là tùy vào cái hãng xe. Đấy, thì nó chỉ là như vậy mà thôi. Với những cái chiếc xe đời mới nhất hiện nay, những chiếc xe mà touring, thì nó lại còn có thêm công nghệ cao hơn, đó chính là phục chỉnh điện tự động. Nghĩa là khi chúng ta đi đường xấu hay đường dằn hay gì đó, thì cảm ứng trên cái phục nó sẽ đọc và nó sẽ đưa về ECU. Lúc đó nó sẽ tinh chỉnh cái cây phục cho phù hợp với cái cách chạy của chúng ta và cái địa hình chúng ta đang chạy. Đấy chính là những cái công nghệ mới nhất trên những cây phục hiện nay. Chào các bạn, hẹn các bạn lần sau.